Cái đấy. Anh đâu? Trà sữa có ngon không anh? Trà sữa ngon. Ngon hả? Nhưng mà mới mà hết cốc này là chưa đoán được vị ngon. Chưa đoán được vị ngon à? Phải làm thêm một cốc nữa hả? Làm thêm cốc nữa được. Ok. Chơi khôn nhanh thì chết. Không. Nghĩa. Cho mình hỏi nhà chưa ăn được mà. Trà sữa nhà, trà sữa mà miễn phí thì nó ngon lắm. Lại thêm một thằng khôn nữa. Ngon không? Bây giờ ngon không? Ờ, cho một like đi. Ok. Như. Ngon nhưng người mà cái tát làm khoai kia ngon hơn. Ok. Em nhận xét như thế nào về trà sữa Đài Loan? Ngon. Ngon. Rồi ok, cảm ơn em. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Phương nha. Đây, hôm nay anh là thứ bảy. Hôm nay anh mình sẽ review cho mọi người một loại nước uống ở Đài Loan. Đây, gọi là rất ngon luôn. À, món này mà ai đến Đài Loan mà không uống qua thì đúng là một thiếu sót gì đấy. Đây. Hôm nay mọi người sẽ được thưởng thức một loại nước uống mà gọi là nổi tiếng nhất Đài Loan rồi. Chắc ai cũng biết, ở Việt Nam mình giờ ai cũng biết rồi. Giờ anh em mình sẽ đi mua. Mình sẽ đi tất cả những cái quán nào, tất cả các quán luôn, mình xem là quán nào ngon nhất. Rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé. Giờ anh em mình đã mua xong rồi, giờ anh em mình
rồi mới về đến nơi. Hai tay hai sách. Xoài lắc tùa vãi à, mới nước mắm này. Nhìn nó lắc mà nước miếng nó cứ chảy, sợ thật. Thử đi, ngon lắm. Đấy, ăn thử đi. Chú bánh đái luôn. Đúng rồi. Đúng rồi hả? Ngon không em? Ngon hả? Ngon lắm, thế đó. Em ăn hết đi, của em tắt. Tại nhiều quá đấy. Trời, ừ. Cái nước chưa thấm cũng lắm, thấm ngon có chua. Chua vãi hả? Nhìn là ướt nước miếng luôn á. Ờ, nghe không chua. Trời ơi. Thử đi anh đâu. Làm ăn cái chi. Làm muối mắm này. Mắm à. Chưa thấm. Chua lắm. Cái còn cay đấy. Kinh quá. Bởi ví dụ như nào thì vậy á. Mà không mà mình chua. Trời, chua lắm vậy hả? Cái này chú chị học về lấy ra để dành cho chị học. Chua thế mà. Không giết chết chị. Anh, chị. Chị, sao chị rồi? Rồi, thử đi. Mọi chua người thử, mấy người thử. Không có chưa. Thử đi chị. Để tao lại dây thì chậm được mắt nữa. Không có chua đâu chị. Nè. Chua đau anh thử rồi, ngon mỏng lắm. Ngon mỏng thôi. Ngọt ngay, ngọt như đường cát. Ui ui. Cái mặt này. Chưa có thấm. Chưa. Thầy bỏ gà nước mắt. Sao á? Gà nước mắt luôn. Chua lắm luôn hả? Rồi ok, anh thử đi. Đây đây đây. Đây đây. Không. Kinh khổ. Ăn đâu dặn dày nữa mà. Trời ơi. Ăn ngủ nguyên miếng trời ơi. Trời ơi nó còn chua chị ra. Đi no 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 no. Cắt. Oai. Trời ơi. Chua quá. Chua. Khiếp. Sợ luôn á. Phải lắc hay chua biết không? Anh em mình đã mua trà sữa về và giờ để cho mọi người review cốc nào ngon nhất. Đó. Đây, mọi người một cốc. Đó. Uống thử đi. Trời ơi, nó quẩn hết cái quán rồi. Cái gì vậy? Cốc nhỏ nhất em ơi. Quay cốc, cái cốc nhỏ nhất của. Sao mấy tên nó biết được là review vậy? Mua sữa. Sữa bạn đi. Rồi, nó quay quá. Rồi, anh Đông. Đây. Cho anh Đông đâu? À, rồi, ok. Nghĩa đâu? Đảm bảo uống cái này một tháng, nếu uống liền một tháng mỗi ngày một cốc lên được 3 cân. Hết. À, luôn. Đây là cốc của chị Ngọc. Nho. Đây là nho. Cái đây là sữa chua ấy, giống như sữa chua ấy. Ngon lắm. Ngon. Ly này là đặc biệt nhất. Ừ, cốc này là một tăm khoai cơ mà. Chị. Chậm xích ra, xích ra. Để em tiếm thử. Để hỏi em uống cái này. Uống đi. Thử không? Uống đi mọi người, uống đi xong rồi nếu cảm nhận. Ma cu. Cái này cũng ma cu. Ma cu. Cu của ma, ma cu. Một cái chọt sau đổ hết. Chá nổ. Nhưng uống thử cái này ra được bữa theo cái khác. Ngọt uống bên thẳng nè. Nhò như vậy. Ngọt dở nè, nó dưới thẳng. Đổ sữa bên thẳng nè. Uống đi, uống thử đi.
Em mua tất cộng tổng cộng là phải 6 quán. 5 quán. 5 quán hả? 5 quán. Cái này mắc mà 85. Ồ, cái cốc này cốc nhỏ mà. Đây là 85. Đây là thanh niên đang kiển cáo là cốc này, cái cốc bên này đắt hơn cốc bên này. Cái này lại bảo cốc đắt ngon hơn là cốc rẻ. Ngon không? Ngon. 85 khoai đấy nàng. 85 khoai. Cái này chắc 50 khoai. Video sau chắc anh em mình đi review cốc, những cái cốc đắt nhất ở những quán nha. Xem cốc nào ngon nhất. Dài dò sực sực hả? Đây cái hiệu này hiệu gì đây? Ngon này. Cái này vô danh. Có mà, 12. Cái này nhìn mất gì? Không đọc được à? Của em đếm đi. Của em là Sui Xiang Cha Nong. Không, hiệu này ngon này, thì ai uống được. Ai uống không ngon chứ, nào cũng ngon vậy. Không. Trà sữa Đài Loan đẳng cấp thế giới mà. Ngon nhất đấy nhờ. Không có hiệu là uống được. Nhưng hình như hơi ngọt một tí phải. Hơi ngọt, chắc em lấy đủ đường hết. Để chân... không để. Không để đường này kia luôn á, thường ta để là còn chẳng ghi giá tiền cơ, đúng không? Ừ. Nhưng cái hiệu này ngon mà. Của em là 5 phần đường. 5 phần đường. Ít đá. Ban thắng xào pin. Ừ. Tên của review. Đây. Ừ, à, ngon. Trà sữa không ngọt. Uống không mập đâu mọi người. Ngày 1 ly không mập đâu, đảo đảm. Ngày 1 ly uống 1 tháng là mập. Đây là cái loại gì? Đây là uống trà sữa nhưng mà đây, có hãng khác. Đây là cái cốc em mua ở gần nhà. Đó, cái quà hút của em đâu. Uống gần nhà, lại gần nhà anh uống. Cái thằng cùng ra làm em, nó vừa cái quà của em đâu. Nhớ hỏi. Quà anh nè. Ừ. Nghĩa lấy quà anh, nó lấy quà anh đó. Quà nó không lấy. Giờ đến được. Sao cái cốc dài không lấy cái vòi dài, cái cốc ngắn không lấy cái vòi dài, vòi ngắn mà sao lại lấy cái vòi dài? Cái cốc này uống sao? Có gì sai đó rồi. Rồi. Ngon. Chân trâu thế nào? Chân trâu á, mềm. Cái này uống quen rồi giờ. Cái miệng không thể cảm nhận được là... cái này để lâu thế này thì nó bằng ấy, bằng sốt, nó không thấm, nó đá bằng cái ra ngoài để mãi mà. Mình ở bên này uống nhiều rồi đâm ra giờ khó nêu được cảm giác lắm. Nè nè chị này mới nè chị. Review. Mày hả? Ừ. Cái này nãy có bị nữa. Chân trâu thế nào? Nó có khác chân trâu ở Việt Nam mình không? Thế bình thường. Không, chân trâu bên đây nó không có dài, nó ít dài hơn chân trâu Việt Nam. Chân trâu Việt Nam dài lắm. Thế à? Chân trâu Việt Nam dài là chân trâu Trung Quốc. Là bằng lớp bánh xe. Vậy nó mới dài. Không phải đâu. Nói bậy nha. Nó bắt rồi. Chân trâu bên này từ làm cái ngon này. Hạt mềm. Mềm hơn. Mà lại ăn cả các thơm thơm nữa. Sữa không thế em? Mà của em là chân trâu màu trắng hả? Chân trâu màu đen. Đây em cũng mua đen mà. Của em màu trắng. Đây màu trắng. Nếu mà mỗi mình mua thì mỗi quà nó một khác đấy. Nó dùng một loại khác. Hơi ngọt. Chà. Thôi ăn hết cũng đường bình thường á. Ngon nha. Ôi ơi, bây giờ uống no rồi, bây giờ buồn ngủ hay về? Ngon anh chạy. Chạy xe này lo là số 1. Ừ. Anh đâu? Ừ. Trà sữa có ngon không anh? Trà sữa ngon. Ngon hả? Nhưng mà mới mà hết cốc này là nó chưa đoán được vị ngon. Chưa đoán được vị ngon hả? Phải làm thêm một cốc nữa hả? Ok. Chơi khôn như anh thì chết. Không. Nghĩa. Rồi mình hỏi ngày xưa anh tới. Trà sữa nhà này. Trà sữa mà miễn phí thì nó ngon lắm. Lại thêm một thằng khôn nữa.
Ngon không? Bây giờ ngon không? Quá ngon. Ờ, cho một like đi. Ok. Như ngon nhầm người mà cái 85 khoai kia ngon hơn nha. Ok. Nhưng mà là 85 khoai. Thế em nhận xét như thế nào về trà sữa Đài Loan? Ngon. Ngon. Trà sữa rồi, ok. Cảm ơn em. Cái này là ngon nhưng mà rồi, anh không cần. Em đã xoa độ 85 với cái độ okay. 35 thế là giờ xoay một vòng là ai cũng bảo ngon. Riêng mình mà bảo không ngon là vô ánh chết. Thế là thôi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Nếu ủng hộ thì cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ, để động lực làm thêm nhé. Thank you. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe.